Rồi chào tất cả các bạn ha. Hôm nay trở lại kênh Cảnh Miền Tây 84 các bạn ơi. Phía sau mình là dàn thanh long nha các bạn. Nguyên một cái dàn vườn thanh long luôn các bạn. Rộng lớn lắm các bạn ơi. Mình sẽ quay cho bạn xem nè. Đó. Mình sẽ quay cho bạn là cái con kênh này là mình sẽ cắm câu nè các bạn ơi. Đây. Chạy dài ra ngoài đó các bạn. Mình cắm kênh này với mình cắm mương vườn luôn nha các bạn. Mương vườn á, những cái mương nào mà nó còn sâu á, mình sẽ cắm được. Còn những cái mương cạn á, thì cắm hết được rồi các bạn. Có mương cắm được, mương không. Giờ mình sẽ quay về mồi, cái phần mồi cho các bạn xem nè. Đây là mồi dế nha các bạn. Mình mới đi mua 20.000 mồi dế các bạn ơi. Đây cần câu. Câu khoảng cho 40 cần các bạn. Giờ này mình đi hơi sớm nên mình quay cho các bạn xem nè. Khoảng 40 cần câu và mồi dế. Giờ mình tạm ngừng mình cắm cái mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Đó. Hôm nay mình đi cắm con mình nè, nên mình móc một cần tượng trưng cho các bạn xem nha. Đó, không ngờ mình mới vừa móc xong mình vừa cắm xong các bạn. Đó, thả xuống là nó lội như vậy đó. Rồi cá nó thấy nó ăn. Trời ơi, kinh này cá quá các bạn ơi. Mới ụp nó quá trời. Giờ mình đi cắm các bạn ơi. Rồi tối nay dính rồi mình sẽ quay cho bạn xem nha. Bạn xem nhớ ủng hộ mình các bạn ơi. Cảm ơn các bạn trước nha. Vẫn còn cá chê các bạn ơi. Gì đã không? Quá đã các bạn ơi. Một con chê trắng lên các bạn. Quá đã. Cái bụng ngóc nóc luôn. Giờ mình gỡ nghe các bạn. Cảm ơn mình gỡ nghe các bạn. Hôm nay mình đi có một mình nè. Mình thăm của mình nè, giờ mình tạm dừng mình gỡ ra nha các bạn. Đó, tiếp các bạn ơi. Tiếp các bạn ơi. Con này dính nữa hay gì các bạn ơi. Đúng rồi. Dính này các bạn ơi, dính cái lóc. Lóc cẩn. Ủa cá gu. Trời đất. Con cá gu mê. Thôi rồi. Có gô mề hết nói nữa các bạn. Ôi, thấy chưa? Hiện cá gô mề khủng không? Ôi, coi kìa. Hết tài con cá gô mề luôn các bạn ơi. Quá đã. Giờ mình gỡ tiếp nha các bạn. Tiếp các bạn ơi. Đó là dính con cá này các bạn ơi. Vậy cộng câu rồi nè. Cái gì đây? Ồ, cá lóc các bạn ơi. Dướng rồi, chết ngựa rồi, dướng rồi. Dướng cái cây luôn rồi. Lên rồi. Thấy vui nha. Đây. Con cá các bạn ơi. Hơi khó coi chút nữa các bạn. Con mình nè. Đây. Nãy giờ mình đi chở mồi lại không... dính bao cũng còn nè các bạn ơi. Quá đã. Mình tạm dừng mình gỡ cái nghe các bạn.
xem tiếp cận bên đây luôn các bạn ơi. Trời ơi, còn bên đây dính con cá nữa rồi. Ủa, xảy ra các bạn ơi. Trời ơi, xảy cái gì này, nè, ướt đọt câu ở chân nè các bạn. Ủa quá các bạn ơi. Giờ mình tạm ngừng, mình móc mồi các bạn. Các bạn, hồi nãy mình đi chở mồi lại cắm xong, mình chở mồi lại không dính hai con cá lóc, ba con cá rô, một cá chê vậy nghe các bạn. Quá đã. Bây giờ mình tới mình đi thăm các bạn ơi. Đó, mình rộng đó các bạn. Bây giờ mình tắt cái mình đi thăm nó nghe các bạn. Mình lấy đồ đựng theo. Đi các bạn ơi, cùng đi với mình nha. Đi thăm tiếp các bạn ơi. Ai cần này dính nữa nè các bạn. Cần này hồi nãy dính con, như này dính con nữa nè các bạn. Ồ, này dính cá rô các bạn ơi. Bây giờ mình lấy mình dựng đây cây đây cái mình xuống mình gỡ đem lên cho các bạn xem nha. Dính cá lóc, cá lóc cứng luôn hay cá rô các bạn. Vẫn nó cá rô chứ. Nhà cái lóc cẩn ha. Đây, một con. Lần này mình có đem cái bọc theo cái vỏ đựng như này các bạn. Đựng trong cái vỏ này nha. Dịch lại. Móc mồi tiếp các bạn ơi. Bữa nay trời gió quá trời, thấy im quá thì cấm dính hoài luôn các bạn ơi. Bữa nay dính thấy mê quá. Nãy đi chở mồi xong rồi dính hai ba con cá lóc, ba bốn con cá rô, dính con cá chê nữa. Bữa nay mới đi thăm mới hai tuần rồi, tuần này dính này các bạn ơi, im quá à. Đi tiếp các bạn ơi. Đây, cần này còn mồi luôn các bạn ơi. Đó, còn mồi đó các bạn. Bây giờ đi tiếp các bạn. Đây, cần này còn luôn các bạn ơi. Còn mồi các bạn ơi. Đây, tiếp nữa các bạn ơi. Bữa nay gió mát quá trời. Đây, cần này dính lóc các bạn ơi. Lóc rồi kìa. Đó, các bạn thấy chưa? Đó, đã chưa? À, các bạn ơi, một con cá lóc nha, lóc này cũng to nha các bạn. Đó, đã chưa, quá im các bạn ơi. Đây, mình gỡ ra nghe các bạn, bỏ vô đây tiếp. Đó. Móc mồi lại các bạn ơi. Nè, mình chỉ các bạn nè. Đó, cái con dế nó có cái nang ở trên này nè các bạn. Đó, mình móc ngay cái nang đó nghe các bạn. Đó, vậy đó là con dế nó sống nha các bạn. Rồi, giờ mình tạm dừng nha các bạn. Tiếp các bạn ơi. Nãy giờ thăm năm có cần là không có dính. Cho này nghe dãy nha các bạn. Quá đã. Hôm nay trúng cá các bạn ơi. Móc mồi tiếp nha các bạn. Đó.
tạm dừng nha các bạn. Tiếp các bạn ơi. Nước cầu thôi chứ mà sảy à. Trời ơi. Sảy rồi các bạn ơi. Tiếp các bạn ơi. Còn này dính rồi các bạn ơi. Ồ, dính cái lóc cứng luôn các bạn. Dính cái lóc các bạn ơi. Ngồi tiếp các bạn ơi. Cắm tiếp các bạn. Nó còn không được đây. Ngồi cầm này. Cái này còn không các bạn ơi. Nó dính này nè các bạn. Nó dính nó gì nè. Nó vậy nó vẫn còn sảy nữa bạn. Còn các bạn ơi. Nó sảy nè. Quá đã các bạn ơi. Cá nè. Đó, mình thấy đã không? Quá đã luôn. Cái này vô mảnh này các bạn ơi. Quá trời cá luôn rồi. Hôm nay trúng luôn các bạn ơi. Dậy quá. Mời tiếp các bạn ơi. Tiếp tục các bạn ơi. Tiếp. Tiếp các bạn ơi. Cái này dính ra nhìn các bạn. Cái lượng lượng này. À đúng rồi, dính ra nhìn. Dính ra nhìn này. Đó, bạn thấy không? Đó. Cá bự nha bạn. Cá bự nha các bạn. Đó, thấy chưa? Quá đã chưa? Nhìn nha, hãy con nha. Con cá bự nè. Rồi lại tiếp các bạn ơi. Tiếp các bạn ơi. Các bạn ơi, dính nữa các bạn ơi. Dính cái gô các bạn ơi. Dính cái gô bự rồi. Ôi nè, cái gô quá đã rồi các bạn ơi. Các bạn xem cái gô nè. Ôi, cái gô mời cái này.
nổi luôn ha, u quay luôn các bạn ơi. Mới được gọi tiếp các bạn ơi. Tiếp tục các bạn ơi. Các bạn ơi, đêm hôm mình cắm tổng cộng được nhiêu cá này các bạn? Giờ mình đổ ra, mình gọng xong hết rồi, giờ mình đổ ra nè các bạn, quay lại cho bạn xem nè. Các bạn thấy nhiều không? Rồi bây giờ hẹn các bạn lại clip sau nha. Giờ hẹn các bạn lại clip sau nha các bạn. Các bạn có xem nhớ ủng hộ kênh Cảnh Miền Tây 84 nha các bạn.